Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các trạng từ tần suất trong tiếng Anh. Ở đây thì mình sắp xếp các trạng từ theo mức độ thường xuyên giảm dần. Always, luôn luôn. Usually, thường xuyên. Generally, frequently, thông thường. Often, thường. Sometimes, thỉnh thoảng. Occasionally, đôi lúc. Hardly ever, hầu như hiếm khi. Rarely, seldom, rất hiếm khi. Never, không bao giờ. Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích thì hãy thả tim và follow kênh TikTok của StudyCare Education nhé. Cảm ơn.